thương mến hộ trì người hành pháp nhẫn nại. Sát thủ nô quá chạy nô quá đăng khả vô tí dê quá khanh thích vô quá rộng má dạ chạy phu cha dạ chị năng phu chê tịch hành tịch vô. Mạng kiếp sanh thiên giới chống các quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng kim ngôn di giáo là người đã cúng dường đức Phật cách cao thượng. Suvatthalattho Subhitto Guruno Bhuttassa Sane Rogo Subhitto Hoi Saha Sabbe Nya Tikri Saatthalattham Subhitta Guruno Bhuttassa Sane Roga Subhitto Hoi Saha Sabbe Nya Tikri Saatthalattham Subhitta Guruno Bhuttassa Sane Roga Subhitto Hoi Saha Sabbe Nhà tị phiền cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay, và con xin hồi hướng công đức. Yang kiến trúc kusala kamang kata pangkiri yang mamaka yena waja manasa tidase sugatang katang yesata sanino ati yejasata asanino katang puna palang mayhang sabbe phagi phawan tute ye tang ka tang su vi di tang din nang pun na pa lang ma ya ye cha ta ta than na cha nan ti de wa gan tua ni we da yung sa pe lo kam hi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka ma nun nhang pho cha nang sa pe la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy ý. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy tỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đằng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đằng vá ta mê pu nhàng à sa wa kha yô vá hàng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu niddukha hontu apiyapaccha hontu aniha hontu diha yuka hontu aroga hontu sampatti sammicchantu sukhi attanam pariharantu dukkha patta ta chanit dukha phaya patta chanit phaya soka patta chanit soka hôn tu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng hoàn trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc.
Dạ, con đã xong phần lễ bái tam bảo và xin thọ trì tam quy và ngũ giới sáng nay với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo. Xin hồi hướng phần phước này đến với chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con. Và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy giá. Bây giờ là 4:30 đến giờ sinh hoạt của đạo tràng, và con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Mai giá. Nam mô Sang Khai giá. Trước tiên kính lễ chư tôn thỉnh đức tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chị thiền nam tín nữ, thiền hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 293. Trước khi bước vào đề tài sinh hoạt này, xin phép được đảng dương ơn đức tam bảo. Ratanatayasavandami Buddho Mahesi Arahang Tathā Gato Lo Kotamo Sapagaru Hichet Thakko Kassasatha Chanadam Mokko Vido Vanda Mahantang Narapu Chanayakam. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, kỹ năng vô lượng, tư đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lãnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ yết ta sát sát thu nô lô ca nó mạnh thát sơ vi nà ca lô cô sắp bàn dù bút thấp bát ti phù thí sanh nhá tô quần đà má hành tầng ná ra phù. Trên này giác tầng, pháp bảo vi như ánh vàng, như lai soi sáng, vẹt màng, vô minh, phát tan lầm lạc chúng sinh, đề nhu Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khu vi số thô chú khát tát sát xà vô cô sách khà chú ca mô vô lá thầm mát sách khá cô nình đà vất sang xà đi a nà đá rô vô rô vàn đà má hành tăng đá ra phù. Cái này gia cần tăng bảo thiên văn Phật đà tâm một mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần sao liệt thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin lãnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tận áp tây giá tê chê ná sức khá mê ê tu quá năng tá xa vi à nú pa vê ná sá há xa dê ná sức chạc tố. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy giá. Phần tảng dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 293. Quý vị quan hỷ nhìn lên màn hình ha. Câu Phật ngôn 293. Câu đầu tiên: Ye san cha su sắc ma rập hà. Ye san jasu samma rattha. Ye san jasu samma rattha. Cái chữ đó từ từ khi nào nó tới rồi mới thắc mắc chứ. Chưa tới chữ đó mà coi như là đã định rồi ha. Alo, Sikke ơi. Từ từ khi nào học cái chữ đó rồi cái mới thắc mắc nha, chưa gì hết cơn mà sao mà nóng dữ vậy không biết nữa. Câu đầu tiên có hai từ. Ye san ya là một, su tham ma rắc tha là hai ha. Bây giờ chữ ye san ya chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của chữ này. Dê xanh chá là do chữ dê xăng cộng với chữ chá.
dê xăng cộng với dê chẳng thì chúng ta thấy chữ M có dấu chấm nó biến mất và nó xuất hiện N có dấu ngã và dính liền với chữ cha, cho nên chúng ta đọc là dê xăng cha. Đây ở trong văn phạm gọi là lô pô và xăng thí, xóa và ráp chữ, xóa và ráp chữ. Vậy thì chữ dê xăng do đại từ giá, đây là một đại từ quan hệ nam tính. Alo, chị Kim Nhung hết nghe, nhưng mà quý vị có nghe không ạ? 1, 2, 3, tốt mà. Thấy đường truyền mà tốt mà. Dạ, gái cũng nghe, nghe lắm. Rồi, mới nghe lại ha. Ôi sao kỳ vậy ta. Thấy đường truyền tốt mà. Rồi, chị Dê Săn là của những người ấy. Chá là và của những người ấy. Những người ấy. Rồi, bây giờ rớt đài nữa rồi hả? Ai rớt đài đó? Alo, còn nghe không? Oh, nghe không liên tục. Nghe không liên tục. Sao kỳ vậy? Thôi bây giờ thế này nè ha. Trong đạo tràng bây giờ nếu mà quý vị nói nghe không liên tục thì bây giờ coi như Nhật Quỳnh quan hỷ ha. Bây giờ coi như đóng rung đi rồi Sít Nhật Quỳnh nói lại đi. Dù sao thì cái đường truyền ở bên Mỹ vẫn mạnh hơn đường truyền ở Việt Nam phải không? Quý vị nghe chúng tôi không liên tục thì bây giờ Sít Nhật Quỳnh làm chuyện này ha. Đóng rung, mở lại Rồi nghe nói đóng rung là thấy coi như là khoái lắm. Sít Kim là cái gì giống như cái câu nói nắng mưa là bệnh của trời, túc vua là bệnh của đời học sinh ha. Cho nên nó nghỉ học là sung sướng lắm. Kha nữa nhé. Rồi, alo, Sít Nhật Quỳnh ơi, mở rung ha. Rồi, chờ mời Sít Nhật Quỳnh nha. Xin người quên chuẩn bị mở rung nha.
Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Như Quang. Dạ, con cũng thỉnh ngài cầm mít đó. Dạ, cảm ơn chị Metta. Con nghĩ đường nách con cũng không tốt hơn gì đâu. Dạ, cảm ơn sức kim. Tại vì sư nói sư đóng rung thì đóng cái bực gì chứ. Con nghĩ đường nát con cũng không có hơn gì của sư đâu. Con té liên tục. Dạ, con té liên tục luôn mà. Thì đâu có chắc gì. Hình như là anh thoát nó bị cái gì rồi. Dạ, con kính nhân quýt đến ngài ạ. Rattha Yesan cha su sama rattha chỉ Yesan cha là tốt với người hoặc là của những người ấy. À, rồi bây giờ từ thứ hai, su sama rattha, su sama tha. Ở đây chúng ta thấy tiếp đồng ngữ. Su là một, san là hai, a là ba, à, tới ba tiếp đồng ngữ ha. Su, san, a, nó đi trước cái căn ngữ rắp, à, đi trước cái căn ngữ rắp. Và căn ngữ này cho chúng ta ý nghĩa là bắt đầu ha. À, chữ rắp tha. A rắp tha đây nó là một nó do cái từ Aratha. Aratha là một danh từ nữ tính ha, Agranta Ethylinga. Nhưng mà Aratha ở đây đó là một cái dạng quá khứ phân từ, à, nhưng mà nó đứng làm chủ chủ cấp, à, số số nhiều ha. Aratha biến thành Aratha. Những người đã khéo nỗ lực. Su Samma Rattha. Những người đã khéo nỗ lực. À, đó là ý nghĩa câu số 2 ha. Căn ngữ rắp bắt đầu. Su Samma rồi. Những người đã khéo nỗ lực. Và bây giờ chúng ta tiếp câu số 2 nữa để hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau ha. Một câu nhiều khi chúng ta nghe nó hơi kỳ kỳ ha, nhưng mà câu số 2 nó sẽ làm sáng tỏ cho câu số 1. Nichang kayagata. Sao rồi nó chạy mất tiêu à? Nichang kayagata sati. Nichang kayagata sati. Câu số 2 chúng ta có được 3 từ. Nichang là 1, kayagata là 2, sati là 3. Chữ nichang do cái từ nichya. Nichya đây là một cạn từ, hoặc là cũng có khi nó là một tính từ. À, nichang có nghĩa là thường xuyên, một cách liên tục. Nichang là thường xuyên, liên tục. Chúng ta thấy cái thường tướng của thế gian có ba, tức là vô thường, khổ não và vô ngã. Vậy thì chỉ vô thường, tức là anichang, là một cái sự thay đổi ha. Nhưng mà đây nichang là không thay đổi, một cách liên tục, một cách thường xuyên ha. Có chữ á thì nó lại khác, còn không có chữ á thì nó là thường hằng vĩnh viễn. Còn nichang ha. Rồi cái từ thứ hai, kayagata. Kayagata ở đây do hai từ kaya và chữ gata. Kaya là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. Kaya là cái thân, à, chúng ta có ba thân, khẩu, vị. Thì kaya nói về thân, vacha nói về khẩu, mana là nói về ý. À, thì nói về thân của chúng
chủ cách số nhiều nam biến thành Gata Nama và Hữu Quách Chánh Áo Quỳ Pháp Tí. Gata đã đi đến mà cái gì đã đi đến, cái thân đã đi đến thì người ta gọi là thân hành. Thân hành Kaya-gata là thân hành. Rồi cái từ cuối cùng là chữ Sati. Sati nó là một danh từ nữ tính ha. Ikaranta ithilinga. Chữ Sati có nghĩa là có niệm hoặc là sự chánh niệm, sự ghi nhớ, niệm hay là sự ghi nhớ. Xin chào cô tu nữ Tuệ Duyên, cô nữ Phúc Hạnh hào và đến với Pháp Hội. Như vậy thì câu 1, câu 2 Ye san jasu samma ratha nichang ka yagata sati. Ye san jasu samma ratha nichang yagata. Với những nỗ lực đối với những người xuất ý nghĩa của một nhiều quan cũng chưa với những người khéo nỗ lực thường thì ở thân nghe không rõ bên gào phá đám á. Rồi nghe lại ha, xin cùng một cái ha. Anh giá số sắc mà giá gặp tí đồ khéo nỗ lực thường đặt ở thân liên tục và như vậy cái này là một đại quả. Nói chung là coi như trong thời gian này sử dụng internet nhiều đường truyền có vẻ yếu, sử dụng internet nhiều trong cái việc cách đi với xã hội, cái đang bị dịch mà cái đường truyền của chúng ta cũng mắc dịch. Chị Kim Nhung nó khổ đấy ha, trời ơi khổ, nó từ lâu rồi cái đầu té lên nó xuống ha, lên mạng thì mất ăn, lên mất hết nè. Ngài rời rung rồi quý vị, hoan hỷ chờ trong giây lát nha.
Rồi con thấy ngài trở lại rồi. Nam mô Bích Tha giá, dạ con kính nhân mít đến ngài ạ. Alo. Một hai ba. Nam mô Bích Hà gia. Dạ, Thảo Thằng có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, cảm ơn chị Mạch Ta Như Quang Thiện Vũ Chánh Ngộ. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Cố gắng lên quý vị. Dạ, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh trong khi chờ đợi ngài con cầm mít con trao đạo tràng đi. Dạ, để cho ngài lấy tinh thần. Dạ, ngài có thể đúng là nói như tâm hạnh vậy đó. Ngài thử cái thằng mắt đờ mắt lái lại coi. Dạ, Nhật Quỳnh nghe nó cà giật vậy đó. Khổ lắm. Dạ, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, vậy giờ mời, dạ mời quý vị, dạ mời Kim Nhung nè. Ai nữa, chị Mét Ta nè, Chích Kim nè, Chích Tâm Phương nè. Thích Niệm Từ nè, ơn mến chào Thích Niệm Từ. Dạ, cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, sư mời, ngài mời quý vị kìa. Dạ, Nhật Quỳnh xin xuống. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Thầm Mai Gia, Nam mô Sàn Khà Gia. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được rõ. Dạ, cái máy con thì nãy giờ con nghe được. Nhưng mà ở bên Việt Nam không biết sao mà đường nét yếu quá. Dạ thôi, con đã thử mít rồi, con nhường lại cho người khác thử mít ạ. Alo, dạ con kính anh lễ Thượng Tọa Chí Đức à. Dạ con kính đảnh lễ cô Tuệ Duyên. Con mến chào chị Nhật Huỳnh, bữa nay có thời gian vào nhiều. Dạ chị Mít Ta, Thiên Vũ, Thanh Hoàng, Kim Dung, Phúc Hạnh, Huynh Chánh Ngộ, Như Quang. Dạ rồi còn ai nè. Dạ chào chị Kenneth là chị Kim. Dạ chị Kim, biết chào chị Kim. Dạ chắc là hết rồi.
Dạ, cái đường đấy ở bên bên chỗ mình á thì cũng giống như như là chị Nhật Quỳnh vậy đó, thì nó nhảy lên nhảy xuống. Bởi vì hôm nay vì nói chung là bị cái dịch đó, họ ở nhà đông á, thì cái đường đấy người ta chơi nhiều quá, ba mấy baby nó chơi game nhiều quá, thành ra nó phải bị thôi. Chứ còn cái bên này nó cũng ok. Dạ, thì Tâm Phương mới vừa thử xong để xin nhận biết lại vị khó. Thì giống như chị Nhật Huỳnh vậy thôi, mình giống như Nhật Huỳnh ạ. Alo, alo ạ, alo, dạ, cảm ơn chị Meta, cảm ơn chị Nhật Huỳnh, cảm ơn chị Như Quang, cảm ơn Thiện Vũ, chị Tâm Phương và Kinh Chánh Ngộ đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính chào các cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Hôm nay con có phước nên con nghe rất là rõ. Con ở Việt Nam ở quận 6 nhưng mà con nghe các anh chị nói rất là rõ. Chắc là hôm nay cái phước con nó chỗ. Dạ. Dạ con kiểm tra mic con thấy là vậy là tốt ạ. Con xin xuống mic ạ. Dạ, tôi xin kính chào quý vị đạo tràng. Trời ơi, tôi nghe cô Kim Nhung gì đó nói cổ có phước, phước khỉ mốc gì. Cô lên đây là cổ nghe pháp của sư giảng mà đường truyền của sư á, bị trục trặc mà cô nói có phước gì. Mà đâu cô đâu có muốn nghe tụi tôi nói gì đâu. Cô muốn nghe sư nói không? Muốn nghe tụi tôi nói. Cái đường truyền của sư tệ là mình là vô phước rồi, không có duyên. Không có duyên nghe sư, sư chạy lên chạy tới chạy hồi mà sư vô không được á, là bữa nay không có học câu kinh pháp cú này được à. Tại vì á sư bị đá văng ra, tại vì sư nói đường truyền ở bên Mỹ nó dỏm hơn đường truyền bên Việt Nam, tôi mới cười kha 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 kha. Đường truyền tôi đâu có bị cái gì đâu, tôi nghe đủ thứ hết trơn á, không có chuyện gì hết. Cô nói ngược rồi đó, cô nói lộn rồi đó. Bây giờ chúng ta mới là không có phước không có duyên nè. Cái bài học này đáng lẽ giờ này là phải xong hết mấy cái từ vựng rồi, mà giờ này sư còn chưa vô được duyên khí bốc gì. Tại vì sư phải nói là đường truyền á, Việt Nam Cộng sản quân Nam dỗm thấy mẹ luôn còn khen gì. Alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Đạo tràng có nghe âm thanh của tự nhiên không ạ? Nghe rõ hả? Thì thôi để tự nhiên kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn đạo tràng đã nghe rõ. Nghe rõ rất nhiều mà hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài trở lại đạo tràng. Đạo tràng chúng con đã nghe rõ, Việt Nam đã nghe, con cũng ở Việt Nam mà. Kính thỉnh Ngài trầm mắt trở lại. Con kính dâng mắt đến Ngài ạ. Alo, 123, 123. Chắc quý vị nghe rõ ha. Bây giờ hết mất dịch rồi. Hồi nãy cái máy này coi như phải reset lại ha. Bây giờ tốt rồi ha. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục ha. Bị gián đoạn quý vị cũng thông cảm. Cái này là do đường truyền nha, chứ không phải là, cũng nhiều khi do cái máy nữa, máy cũ. Máy này cái hiệu Quy Đăng ha. Rồi, xa thú, xa thú. Rồi, như vậy là Huynh Chánh Ngộ cũng bây giờ có phước rồi hả? Hồi nãy nói Huynh Chánh Ngộ nó vô phước, bây giờ nói hữu phước rồi ha. Rồi, xa thủ. Câu 1, câu 2 chúng ta thông qua chưa?
không qua câu 1, câu 2 chưa? Bây giờ qua câu 3, câu 4 ha. Cho nên bây giờ ôn lại thì mất thời gian. Bây giờ câu 3, câu 4. Cô cũng chưa nữa hả? Câu 1, câu 2. Ye san cha su samma ratta nicchang ka jagata sati. Ye san cha su samma ratta nicchang ka jagata sati. Đối với những người khéo nỗ lực cần có niệm đặt ở chưa có ý nghĩa hả? Hồi nãy sư Như Quang có đưa lên rồi. Alo Quang, hồi nãy có đưa lên rồi nè. Tự Quang câu 1, câu 2 xong rồi con lại là đối với người khéo nỗ lực thường xuyên niệm đặt ở thân chưa hả? Rồi bây giờ đi lại từ đầu ha. Bây giờ cũng 5 giờ. Đối với người khéo nỗ lực thường có niệm đặt ở thân ha. Cho nên mà đặt ở chân là thua nghe. Niệm đặt ở thân. Rồi đó là ý nghĩa câu 1, câu 2. Bây giờ câu 3. Chân tê na se wan tít kích chê sa tát chá cà ri nô. Câu 3, câu 4. Bây giờ hai câu này. Câu 3, câu 4. Từng câu 1 ha. Rồi cũng được. Nhưng mà rồi cũng phải có câu 3 xong rồi phải câu 4. Hai câu này nó mới bổ sung ý ha. Thôi bây giờ câu 3 trước đi. Chân tê na se wan. Cái chân là là công việc mà cái chân là không có công việc. Là á nó là một tiếp đồng nghĩa là không. Cái cha nó là một danh từ nam tính. Á kran tác phung linh ga. Mà chữ cái chá này được chia theo đối các số ít đối tỷ gia quỳ phát tí e tâu quá trần á. Cho nên cái chá chân á khí chật không đáng làm, không đáng làm chân là việc không thích như 123 chân là việc không đáng làm cái giấc quá nhà lúc đó lúc không rồi xong. Thích như gan đó nè. Rồi việc không đáng làm. T thì từ thứ hai đại từ xá vật, nhưng mà ở đây là đại từ tá. T là đại từ này khi đứng làm chủ của chủ cấp tức là bạch tham ma bà hú quá trần á thì chữ tá hoặc là chữ xá nó biến thành chữ t. T có nghĩa là những người đó, những người đó alo t những người đó rồi xin như quan đưa cái hình những người đó, tức là đưa cái cô nào lên cái mặt thấy rõ quá ha. Những người đó rồi có chữ ná có nghĩa là không, những người đó không thì đây ná xe quanh tí. Xe quanh tí cái động từ này là động từ số nhiều, động từ số nhiều xe quá tí. Động từ này có nghĩa là làm hay là thực hành.
Người thì nghe, người thì không. Còn nghe ha. Rồi, bây giờ câu số 4. Câu số 4. Kích chê sa tắc chắc ca rí nô. Kích chê sa tắc chắc ca rí nô. Câu số 4 có hai từ. Kích chê là một, sa tắc chắc ca rí nô là hai. Chữ kích chê, kích chê do cái từ kích chá. Và cái từ kích chá ở đây được chia theo đối cách số nhiều ha. Đối cách số nhiều tức là đu tỷ gia quỷ phát tí và hú quất chân lá. Chữ kích chá biến thành kích chê. Mà chữ kích chê này thì do cái động từ khá rô tí ha. Ở đây nó có nghĩa là việc nên làm. Kích chê là việc nên làm. Rô kích chê việc nên làm. Rồi, cái từ thứ hai, sa tắc chắc ca rí nô. Sa tắc chắc ca rí nô. Chữ sa tắc chắc ca rí nô do hai từ, tức là sa tắc chắc là một và ca rí nô là hai. Chữ sa tắc chắc nó là một danh từ trung tính. Ác-ra-n-ta-na-pung-sa-ka-linh-ga. Sa tắc chắc có nghĩa là việc sự siêng năng, sự tháo vát. Sa tất cha là sự siêng năng, sự tháo vát. Rồi từ thứ hai là ca ri nô. Cái gì đây? Chữ ca ri nô do cái từ ca ri. Kari là một danh tính từ nam tính ha. Kari là việc làm, là hành động. Nhưng mà chữ kari này được chia theo chủ cách số nhiều. Tức là Bhatthama Bahuvachana Vipatti. Cho nên chữ kari biến thành karino. Karino là hành động, là việc làm. Và hai từ này đi chung với nhau, sa tắc chắc ca ri nô, có nghĩa là những người làm đều đặn, hay là sự cần mẫn. Những người làm đều đặn, sự cần mẫn. Alo. Rồi, bây giờ câu 3, câu 4 ha. Cho chúng ta một ý nghĩa bổ sung cho nhau. Akit chăng tê na se quanh thi kích chê sa tách chắc ca rí nô. Akit chăng tê na se quanh thi kích chê sa tách chắc ca rí nô. Không thực hành việc không đáng làm là những người làm việc đều đặn, các việc cần làm. Alo, câu 3, câu 4. Không thực hành việc không đáng làm là những người làm đều đặn các việc cần làm. Đó là nghĩa câu 3, câu 4. Rồi, như vậy xong ha. Như vậy chúng ta đến câu 5, câu 6. Còn hai câu cuối. Sata năng sam bacha na năng. Câu số 5. Sata năng sam bacha na năng. Sata năng sam bacha na năng. Câu số 5 chúng ta có hai từ. Sata năng là một, sam bacha na năng là. Sata năng do căn ngữ sát. Và ở đây sát ta năng nó nằm sở hữu các số nhiều ha.
Tức là sát thi vì pháp tí bổ quá trần á sát ta năng của những người có niệm, của những người có sát ta năng của những người có niệm, của những người có cảnh giác. À đây cho cái ta sát ý ha, ta năng do cái căn ngữ sát, có nghĩa là cái từ sát tí, nhưng sự cách của nó là sát tan của những người. Rồi cái từ thứ hai sambaccha na năng, sambaccha ở đây hai là chữ sang và chữ ba. Rồi căn ngữ của nó à chính là căn ngữ nha, sam bacha na na, nó là một tính từ nam tính ha, nhưng mà sam bacha na được chia theo sở hữu các số nhiều chát tí quy pháp tí và hữu quá chẳng á, cho nên bacha na biến thành sam bacha của người có sự nhận biết rõ, của những có sự nhận biết rõ. Ba cha na năng của những người có sự nhận biết rõ và xa tụ. Như vậy là câu số 5 mà nói về người có sự ghi nhớ, có sự biết mình, chữ sa tí và tham bát thành nhã của những người có sự ghi nhớ và biết mình. Rồi bây giờ câu số 6, câu số 6 áp thân gắt chân tí à sa hòa. Cái chỗ này chữ áp thân này hồi nãy có người thắc mắc này. Chữ áp thân gắt chân tí à sa hòa, có người thắc mắc chữ áp thân này thắc mắc thế nào. Thì bây giờ tới chỗ này là không có ý kiến hả? Alo, tới chỗ này không có ý kiến hả? Chữ áp thân ở đây chúng ta thấy nó rời ra hả? Nó rời ra mà chúng ta hiểu chữ áp thân này là cái gì. Áp thân do cái từ áp tha, nó là một danh từ trung tính, nó là một danh từ trung tính. Ý nghĩa của nó là ngôi nhà, là chỗ nghỉ ngơi. Chữ áp thân chữ M có dấu chấm, chứ không phải chữ N có dấu chấm. Alo, chị Nhật Quỳnh ơi, áp thân. Đúng rồi, chữ M có dấu chấm chứ không phải chữ N. Chị Như Quang Quang Hỷ ha. Chữ áp thân tức là chữ thân này, tức là chữ M có dấu chấm. Rồi sa tu, sa tu. Rồi con người đưa lên bài bài học rồi, quý vị thông cảm ha, sai đâu chữ đó. Bởi vì khi mà chúng ta coi như chỗ nào thì nghiên cứu ngay chỗ đó đi ha. Chứ còn bây giờ mới vô câu đầu đó là thắc mắc chữ áp thân này thì coi như là thua ha. Rồi bây giờ chúng ta chỉnh sửa lại rồi, quý vị chú ý nhìn đây. Sít Nhật Quỳnh cũng đưa lên bài học rồi, chữ M có vô chấm trong mình là ha. Áp thân do cái từ áp tha, Atha nó là một chân từ trung tính, Akrantanapung Sakalinga. Nhưng mà chữ Atha đó
được chia theo đối các số x, à, đối các số x đối tỷ gia vị phát tỷ để các quá trình á, trên này ắt tha biến thành ắt thằng. Ắt thằng có nghĩa là ngôi nhà, chỗ nghỉ ngơi. Ắt thằng là ngôi nhà, chỗ nghỉ ngơi. À, xong chưa? Chữ ắt tha có nhiều ý nghĩa lắm. Ắt tha, ắt tha cũng có nghĩa là số 8. Ắt tha, số 8 ở đây không phải là cái tổng nha. Số 8 là số thứ tự 1, 2, 3, 4 á. Rồi ắt tha cũng có ý nghĩa là ý nghĩa ha. Rồi ở đây ắt tha thì nó có nghĩa là ngôi nhà ha, chỗ nghỉ ngơi. Rồi xong. Bây giờ tới cái động từ của nó là gacchanti. Gacchanti đây là động từ số nhiều của động từ gacchati. À, động từ gacchati có nghĩa là đi ha. Gacchanti là đi. Nhưng mà đi ở đây là nhiều người đi chứ không phải là một người. Một người là gacchati, nhưng mà đông người đi tức là gacchanti. À, đi. À, rồi. Chữ cuối cùng a sa wa. A sa wa. Chữ a sa wa. A sa wa nó là một danh từ nam tính ha. Nó là một danh từ nam tính a. A karanta. A các lần ta phung linh gá, nó là một danh từ nam tính, nhưng mà ở đây nó đứng làm chủ các số nhiều, tức là bạch tham ma và phú quá trình á, cho nên a sa wa biến thành a sa wa. A sa wa là các lậu hoặc, các lậu hoặc. À, như vậy thì cái câu 5, câu 6 hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Sa ta năng tham bát cha na năng áp thăng gác thành tí a ra. Sa ta năng tham bát cha áp thăng gác cha sẵn. Có niệm sự nhận biết rõ thì đi đến. Có sự nhận biết rõ là hoặc đi đến sự tiêu diệt. Ý nghĩa câu 5, câu 6 có niệm có sự nhận biết rõ thì đi đến sự tiêu, đi đến chỗ đang là sự tiêu diệt. Như vậy 293 chúng ta cũng đã giải như quan về cái thông cảm ha. Tôi và con 293 cho chúng ta một ý nghĩa. Đối với những người lực niệm đặt ở thân, không thực hành việc không đáng làm, là những người làm đều đặn các việc cần làm, có niệm thì các lậu hoặc đến tiêu diệt. Ngay liên tục ha. Mình nói kia lưng lửng ấy, thì nó ngon, nó đẹp. Còn cái gì mà nó trọn vẹn ấy, thì người ta mới chán chứ. Cái mà coi như là nghe lúc được lúc không á, mới đi vào lòng người, nghe một cách trọn vẹn thì thôi nghe chán lắm. Tốt mà bên này thì đường truyền nó
cũng mất dịch rồi. Rồi, trở lại vấn đề ha. Câu Phật ngôn 293. Ngài Hòa Thượng Đạo Phổ Thơ Lục Bát thế này: người cần mẫn siêng năng, niệm năng quán tưởng, chẳng lời, chỉ làm thích đáng thôi, ngã mạn lậu hoặc, khó mòi nảy sinh. Alo, nghe Hòa Thượng giới đức: những người cần năng niệm thân quán tưởng thường chỉ làm việc thích đáng thôi, ngã mạn lậu rồi. Còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu của thơ ngũ ngôn thế này: người siêng năng cộng thường thường quán thân không làm việc không đáng, đáng là người tư niệm tính lậu hoặc được tiêu trừ. Người siêng năng cần mẫn thường thường quán thân niệm không làm việc không đáng, gắng làm việc đáng làm, người tư niệm giác tỉnh lậu hoặc được tiêu trừ. Đường truyền thì coi như không ổn, mà mấy con gà nếu phá đất không cả, nó cũng nhiệt tình về cái pháp bố thí ba la mật, cho nên nó la lên là khó. Rồi trở lại bài học ha. Chẳng vừa câu 1 câu 2: Ye san ta ra ni chang ka ya ga ta sa ti ye san cha su sam ma ra ta ni chang ka ye san cha su tha ni chang ka ya ga ta sa ti. Câu 1 2, bây giờ quý vị thử âm thanh ha. Bởi vì cái đường truyền nó không được tốt lắm, quý vị cũng thông cảm ha. Bây giờ mời cái người đầu tiên cho có mùa xuân tí ha, cho nó khởi sắc ha. Trong 4 mùa thì xuân hạ thu đông, mùa xuân là nó đem lại sự mát mẻ ha. Ủa, chị Kim đưa tay chiếc giấy. Mời cái mùa xuân với ai mà mời xích kim đưa tay. Thì mời chiếc lá mùa xuân, trường âm, đoạn âm thế nào để cho đạo tràng có mùa xuân tí. Trời đất ơi, đưa tay sớm quá vậy, từ từ. Rồi, mời chiếc lá mùa xuân. Dạ, con xin chào sư và đạo tràng. Con xin đọc câu 1, câu 2. Ye sang chasu samaratha vichang kayagata sati. Ye là trường âm thông thường, sang là trường âm nhấn, Chasusa là ba đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rat là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, nít là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca là trường âm thông thường, giác gát là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, sát tít là hai đoạn âm. Như vậy câu 1 thì có
ba trường âm thông thường, hai trường âm nhấn và ba đoạn âm. Còn câu 2 thì có một trường âm nhấn, một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hai trường âm thông thường và ba đoạn, bốn đoạn âm. Con xin đọc lại câu 1 với câu 2. Ye sang cha, ye sang chasu samarat chasu samarat, ye sang, ye sang chasu sama chasu samaratha nichang kayagata sati. Dạ con xin xuống mic ạ. Oh. 123 123 quý vị các em ạ. Alo, 123 123. Thanh nghe rõ ha. Phân tích thấy rằng có mùi xuân, nhưng mà khi làm sao cùng ôn lại thì thấy là hôm qua mùa hạ rồi ha, không nghe được luôn. Quý vị thấy ở trên màn hình ha, chiếc Kim Nhung nhảy lên trên rồi. Chúng tôi coi như không có có cầm micro nữa, micro nó cũng mất luôn rồi, nhưng mà quý vị nghe được là do thành công rồi ha, mình cũng tốt rồi ha. Rồi như vậy thì câu 1, chiếc chiếc lá mùa xuân đã đem đến cho đạo tràng chúng ta một mùa xuân ha. Phân tích như vậy là thấy thành công. Mới mà phân tích như vậy là thành công ạ. Rồi bây giờ chúng ta mời mời thêm chị Tâm Phương. Câu 1, câu 2. Alo, chị Tâm Phương đâu rồi? Câu 1, câu 2. Chị Kiệt Lam Mùi Trung phân tích vậy là chính xác rồi. Rồi mời chị Tâm Phương ha. Dạ nam mô Bố Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thầy. Dạ con xin phân tích câu câu 1 và câu 2. Dạ không biết có được không đây. Nãy dĩ nhảy tùm lum dạ la con chả. Ye san cha su sa ma quát tha quát tha nít nít chẳng cà ya ga ta sa ti. Dạ chữ dê á là chữ trường âm thông thường, chữ xanh á là trường âm nhấn, chữ chá là đoạn âm, chữ số là trường âm thông thường, chữ ma là trường âm thông thường, chữ quách là trường âm nhấn, chữ tha là trường âm thông thường. Và câu 1 và câu 2 là chữ nít là trường âm nhấn, chữ chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ca là trường âm thông thường, chữ giá là đoạn âm, chữ gá là đoạn âm, chữ ta là trường âm thông thường, chữ xá là đoạn âm, chữ tí là trường âm thông thường. Dạ thì trong này có trường âm thông thường thì là có chữ dê là 1, chữ ma là 2, và chữ số là 3, chữ tha là 4, và 4 trường âm thông thường. Dạ còn trường âm nhấn thì
chỉ có một là chữ quát thôi. Dạ. Còn đoạn âm thì có chữ giá là một. Dạ, có một đoạn âm. Cái câu này không có trường âm đập thu giọng ngưng âm. Còn câu 2 là có chữ nít là trường âm nhắn là một. À, một trường âm nhắn. Dạ, dạ, có một trường âm nhắn. Thì có chữ có trường âm trường âm nhắn, đúng rồi. Chữ nít là trường âm nhắn. Chữ câm là đập thu giọng ngưng âm là có một. Thông thường là có một, có hai. Chữ là chữ ca là một. Chữ ta là hai. Hai trường âm thông thường và ba trường âm thông thường, và có ba đoạn âm là chữ giá, chữ gá và chữ xá là ba đoạn âm. Dạ, con biết sao mà nên nó bị hoa mắt mà thôi, để con có sai thì nhờ sư sửa nhé, còn chị cứ làm quấn đi mất thời gian. Dạ. Alo, sư Tâm Phương. À, âm thanh thì tốt, nhưng mà mấy đứa nhỏ quậy cũng tốt luôn ha, làm việc phân tâm. À, chữ tí cuối cùng mà nói đó là trường âm thì thấy là bị phân tâm nhiều lắm rồi. À, sư Kim cũng la trời nữa kìa ha, ha. À, nhưng mà đường truyền tốt, à, âm thanh tốt, à, phân tích thì coi như là bị chi phối quá nhiều. À, thôi cố gắng ha, cố gắng đi. À, bảo đảm từ từ nó cũng như ha. À, bây giờ nghe tiếp một vị nữa lên phân tích câu số 1, câu số 2 ha. À, Sĩ Thiện Vũ ơi, xin mời bàn tay Sĩ Thiện Vũ, câu 1, câu 2 nha. Yeah, xà thủ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc và phân tích câu 1, câu 2 ạ. Dê sàn cha su sa ma rát tha nít chăng ca gia gà ta sa ti. Trong câu 1 có dê là trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, cha su sa là ba đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường. Trong câu 1 thì có hai loại trường âm là trường âm thông thường, gồm có dê, ma, tha, và có hai trường âm nhấn là san, rát, còn lại là ba đoạn âm chá, su, xá. Câu 2, nít chăng ca chá gát ta sá ti. Câu này, nít là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca là trường âm thông thường, giá gá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xá tí là hai đoạn âm. Trong câu này thì có đủ ba loại trường âm, nít là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca, ta là hai trường âm thông thường, và có bốn đoạn âm là giá gá xá tí. Dạ, con xin sửa cho con ạ. Alo, 123, 123, Sĩ Thiện Vũ, không có gì để mà nói nữa ha. À, Sĩ Tâm Phương còn phải xa thú ha, tức là bị phân tâm. Nhưng mà khi Sĩ Thiện Vũ mà lên phân tích thì Sĩ Tâm Phương rất là chú ý và đã xa thú, à, thấy được những cái chỗ sai của mình ha. À, rồi, như vậy rất là tuyệt vời. À, xin chiếc lá mùa xuân ha, xin Thiện Vũ, à, xin Tâm Phương cố gắng để chỉnh sửa lại ha, xin Tâm Phương. Như vậy câu 1, câu 2 chúng ta thông qua ha, bởi vì ba vị mà, nhưng mà hai vị đã quá giỏi rồi,
Vì có thích tâm phương là bị phân tâm thôi. Rồi bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4 ha. Bởi vì thời gian hôm nay trôi đi ta mất thời gian hơi nhiều ha, quý vị thông cảm. Câu 3, câu 4 Akichan te na se wan tikiche sa tat chaka rino Akichan te na se wan tikiche sa tat chaka rino Akichan te na se wan tikiche sa tat chaka rino Rồi, bây giờ câu 3, câu 4 phân tích như thế nào? Đây, mời Sĩ Kim Nhung. Alo, Sĩ Kim Nhung. Dạ, alo ạ. Dạ, dạ, cực kỳ, dạ, kính cảm ơn chị Meta, chị Như Quang, chị Kim với chị Vũ, chị là Tâm Phương cho biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ các cô tu nữ cùng các anh chị ở trong đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc vào câu 4 ạ. Akik chang te na se wan ti kik che sa tách chak ka ri no Akik chang te na se wan ti kik chê sa tách chắc cà ri nô. Ở câu 3 là có 8 âm. Á là đoạn âm, kích là trường âm nhấn, chăng là trường âm giọng đọc theo giọng nguyên âm, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, xê là trường âm thông thường, oăn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Như vậy ở trong câu 3 này trường âm thông thường có 2 là T, C. Trường âm nhấn có 2 là kích, quan. Trường âm giọng nguyên âm có 1 là trang. Đoạn âm có 3 là á, ná, tí. Và ở câu 4 thì cũng có 8 âm. Kích là trường âm nhấn. Chê là trường âm thông thường. Sa là trường âm thông thường, tách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Như vậy ở trong câu 4 này thì có 4 trường âm thông thường. Đó là chê, sa, ca, nô. Trường âm nhấn có 2, đó là kích, tách. Trường âm giọng nguyên âm thì không có, đoạn âm có 2, đó là chá, rí. Dạ, con đã phân tích câu 3 và câu 4. Dạ, con cũng xin phép được thanh minh là con không hề đụng tới mic, mà hồi nãy xưa con nói là con giữ mic. Dạ, không biết cái máy của con nó như thế nào, thành ra con cũng không hiểu ạ. Xin đạo tràng và xin sư, con xin sám hối ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Alo, 123, 123, máy của chị Kim Nhung. Còn chúng tôi thì xin laptop chính có một chút. Nhưng mà không sao, thì rất là chuẩn, chắp tay cô tu kia nào là sư sư huynh chính ngộ mà anh dùng rõ ràng chính xác phân tích nhiều thì không có ai mà chê. Bây giờ còn 4 phân tích 2. Bây giờ thêm để chứ chứ không mà nói ở chuyện
ba bốn người, ở đây có một người thì như vậy là nó hơi thiên vị một chút. Ai ngộ ơi, Quỳnh Trân Ngộ, Quỳnh cũng tán thán sư Kim Nhung nữa là phân tích câu ba câu bốn ha. Alo, cho đi gì nữa. Câu ba câu bốn rồi, anh cần quả trả xấu à. Alo, anh Thanh Hồng, anh Quýnh Trân Ngộ giờ mới chịu đưa tay, xin mời. Alo, Quýnh Ngộ tém te ra ngoài rồi, khổ quá đi. Hồi nãy nó đường truyền tốt để bái tám là thế sao chạy mất tiêu rồi. Và câu ba câu bốn, câu ba câu bốn cô Tu Nữ Từ Duyên chắc máy Quýnh Trân Ngộ vô sao đường truyền Quýnh Trân Ngộ sao kỳ quá vậy vô hả. Rồi tại Quýnh Trân Ngộ xin mời ba câu bốn nha. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tam ma ya, Nam mô Sang Kha ya. Dạ, con nghe sư kêu không rõ, con cũng đoán đoán rồi. Đến lúc con nghe xong rồi sư vừa kêu cái công văn luôn. Dạ, con xin đọc câu 3, câu 4. Akicchang te nase wan tikicche satat chakarino. Á là đoạn âm, kich là trường âm nhấn, chang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. T là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, C là trường âm thông thường, one là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Câu này có hai trường âm nhấn, kiss và one. Một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hai trường âm thông thường, T, C, ba đoạn âm, á, ná, tí. Câu 4, kiss là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, tát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Câu này có hai trường âm nhấn là kích và tát, bốn trường âm thông thường là chê, sa, ca, no. Có hai đoạn âm là chá và rí. Dạ, con cũng đồng ý với phân tích của cô Kim Nhung. Dạ, xin xuống mic. À, sao tôi sao? À, cũng đồng Kim Nhung. Bởi vì hai người phân tích thì nếu mà quá chê nữa không. Rồi Nữ Tự Duyên mình và cô Tu Nữ Tự Duyên có ý kiến thế nào về Sư Kim Nhung với Quýnh Trân Ngộ này, câu 3 câu 4. Alo, bàn tay cô Tu Nữ Tự Duyên sao lên cho ý kiến đi, câu 3 câu 4 phân tích làm sao mà coi như không giống hai vị kia mới hay á. À, ai cô Tu Nữ Tự Duyên xin mời. Dạ, alo alo, 1 2 3 4, con nghe âm thanh của ngài gì, con nghe chữ Duyên không mà con bay lên chứ con không biết là phải có phải mời là Tự Duyên không nữa. Nghe cái lúc thì được, lúc không. Dạ, bây giờ con không làm mất thời gian, con xin phân tích câu số 3 và số 4. Akicchang te na se wan ti
Câu 1, câu 3. À, chữ Á là đoạn âm, kích là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, xê là trường âm thông thường, quăng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Câu số 3 có hai trường âm nhấn, đó là chữ kích và chữ quăng. Một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đó là chữ chăng. Còn trường âm thông thường đó là chữ T và C, hai trường âm thông thường. Còn đoạn âm đó chữ á, ná, tí, ba đoạn âm. Câu số 4, kích chê sa tắc chá ca ri nô. Kích là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, tắc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Đoạn số 4 cũng có chữ kích và chữ tắc là hai trường âm nhấn. Chữ sa, ca, nô, ba trường âm thông thường. Chê, sa, ca, nô, bốn. Dạ, con xin lỗi. Bốn trường âm thông thường. Không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và có một chữ, hai chữ chá và rí, hai đoạn âm. Hôm nay rất là khó khăn vì âm thanh nghe người khác thì nghe giật giật, của mình không biết có giật không. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ. Ví dụ như người cũng có người nghe và người không nghe. Nếu mà cái người mà không nghe thì hãy báo lại với người khác để mà mình cầu xin duyên với nhau để mà học pháp cho nó trọn vẹn. Rồi cảm ơn Chánh Ngộ. Rồi không biết ngài có nghe âm thanh của tự nhiên không, mà tới nghe nghe duyên là bay lên thôi chứ cũng không có biết đâu mà sắp hàng. Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Alo, 1 2 3 1 2 3. Bị giật giật là sao? Cô tôi nói chuyện gian nghe rõ nè, cười nè. Như vậy sao hồi nãy nghe chữ điên sẽ lên hả? Lên phân tích thì cũng đâu có đâu có khác gì hai vị kia đâu. Chiếc Kim Nhung nè, rồi Huynh Chánh Ngộ nè, phân tích cũng giống nhau vậy thôi. Tức là đâu có chỗ nào, đâu có chỗ nào khuyết điểm đâu. Thấy cô tư nữ tự gian phân tích thấy bông hoa nhiều quá này. Trước tiên là Sĩ Kim ha, rồi Huynh Chánh Ngộ này, Sĩ Tâm Phương này, Sĩ Su Khá này, Sĩ Meta, rồi Sĩ Kim Nhung cũng tặng hoa nữa, Sa Thú nữa. Như vậy thì cô ba cô bốn này đâu có gì khó ha. Ai nhất thì tôi đứng nhì, ai mà hơn nữa tôi thì đứng ba. Câu 3, câu 4, ba vị này đã giải quyết rất là đẹp, không có chỗ nào gọi là khuyết điểm. Sa thú, chúng ta thông qua, để rồi câu 5, câu 6 nè. Sa ta năng tâm bát cha na năng át thăng gát chanh tí à sá hoa. Sa ta năng tâm bát cha na năng át. Quý vị thông cảm, cái máy này bị mất dịch rồi, cái máy này bị mất dịch,
À, cho nên quý vị thông cảm đi. Alo, xin niệm từ, có chiếc máy không? Xin mời xin niệm từ, thử âm thanh, câu 5, câu 6. Rồi, xin niệm từ nghe nè. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính định lệ Sư Trí Đức, và con kính định lệ Chư Tôn Đức. Trong đạo tràng, con kính lễ cô tu nữ Từ Duyên, và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Và thưa ngài, con bên con cũng có lúc nghe, một lúc thì rớt và rõ, lâu thì lâu, rồi có lúc thì cũng hơi chút chút. Và nhưng mà con cũng cố gắng con nghe. Dạ, con cảm ơn cô Từ Duyên cho con biết âm thanh rõ. Và bây giờ con phân tích câu số 5, số 6. Sata nang sambacana nang ak thang gắt chan ti a sa hoa. Con phân tích câu số 5. Sata nang sambacana nang. Xá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và như vậy trong câu này cũng có ba loại trường âm, thưa ngài. Trường âm thông thường có ta, cha, na. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có năng và chữ năng ở sau cùng. Và trường âm nhấn thì có một là chữ sâm. Dạ, không nghe hả thưa sư? Dạ, chào tràng có nghe. Dạ, con cảm ơn cô Thừa Duyên. Dạ, dạ cảm ơn sư Kim Nhung. Dạ, cảm ơn tín đồ. Dạ. Dạ, ngài không có nghe rồi. Dạ, thì con cũng không biết sao. Dạ. Đạo tràng rõ thưa ngài. Và bây giờ thì con phân tích tiếp câu số 6. Và chắc mua máy của sư. Dạ, con phân tích câu số 6. Ất thành gách chành ti a sa hoa. Ất là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gách là trường âm nhấn, chanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, a tí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, và qua là trường âm thông thường. Và như vậy trong câu số 6 thì cũng có ba loại trường âm. Trường âm nhấn có một là thăng, trường âm nhấn có ắt, gắt, chanh. Ba, trường âm đọc theo giọng nguyên âm có một là thăng, trường âm thường thì có a và qua, còn bao nhiêu là đoạn âm. Dạ, con không biết ngài có nghe rõ hay không, con không biết đạo tràng nghe có rõ hay không. Dạ, niệm từ phân tích không biết có, dạ nghe rõ, thương rượu, dạ cảm ơn nhiều. Dạ, nhưng mà không biết... ngài không có nghe cho nên niệm từ không biết là niệm từ phân tích có đúng hay là không. Dạ, thì thôi niệm từ. Ngài không có nhúc nhích gì hết, con cũng không biết ngài. Ngài. Dạ, vậy thôi con đọc lại. Sata năng sambacana năng ắt thăng gấp chân tí à sa hoa. Dạ thưa ngài, con đã phân tích xong. Dạ, con có sai thì ngài quan hỷ sửa lỗi dùm con ạ. Con xin dâng bích lại cho ngài. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú, sa thú, xích thanh thủy. Xích thanh thủy cũng đã làm xong bốn phần. Của mình rồi. Câu 5
sao xin giờ sáng huynh giới ngộ nghe nghe khi nghe khi không xí xú khá mà bắt có nghe không con lại không nghe được rồi hòa wow, khổ đế thôi thông cảm đi bây giờ đang mắc dịch mà đang mắc dịch cho nên lúc được lúc không hả rồi nghe nói mắc dịch là có người mừng lắm chán dữ vậy đó alo xí xú khá nghe rõ không thôi bây giờ để gọi mất thời gian ủa thì lên đi chứ lên phân tích đi chứ trời ơi ngồi đó một người hả rồi bàn tay xí xú khá đâu rồi con năm cô sáu alo alo dạ con cảm ơn cô Như Quang cô Tuệ Duyên cô Kim cho con biết tính nhỉ dạ con nghe sư thì cũng lúc được lúc không nên là sư gọi con lúc không thì con lại không nghe gì sao con lại nghe thế dạ con kính tri ân sư dạ con xin phân tích đoạn số 5 và đoạn số 6 của câu kinh pháp cú số 293 sát ta lăng sam ba cha la lăng áp thăng ngất chăn ti a sa hòa xá là đoạn âm ta là trường âm thông thường lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm sam là trường âm nhấn Bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, câu 5 là có một trường âm nhấn là có chữ xăm và hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm là có chữ năng và lăng. Và có ta và cha, la là ba trường âm thông thường, xá bá là hai đoạn âm. Dạ, câu 6 là át, ta là trường âm nhấn. Thăng là trường âm thông thường, gác chăn là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường. Dạ, câu 6 là có ba trường âm nhấn, át, gác, chăn và một trường âm đọc theo giọng nguyên âm là có chữ thăng và hai trường âm thông thường là a và qua còn hai đoạn âm. Tí xá. Dạ con đã phân tích xong ạ. Dạ con kính thỉnh xin ơn mít ạ. Alo 123 123. Chữ thăm mà phân tích nó là trường âm gì kỳ cục quá hả? Hả? Như vậy là đúc khá rồi. Nhưng mà khi gom lại thì cho đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Chữ áp là trường âm nhấn, nhưng mà chữ thăng để cho nó là một cái trường âm thông thường thì có kỳ quá ha. Nhưng mà khi mà gom lại thì nó là chữ thăng, đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xà thủ, xà thủ. Ai với cái người mà bén nhạy nhất á, mà tặng một hai ba tặng bông tặng hoa thì nhanh mà mời thì là chậm hả chị Kim alo cô năm cô sáu kết thúc đi xin mời con xin kính chào sư Chí Đức các cô tư nữ và quý vị Phật tử chà đường truyền của sư Dõm chứ đâu phải cái máy của sư Dõm đâu sư. Khi mà sư kêu con sư nói gì hai câu trước con nghe chết liền á, vì của sư sư đang tập thể dục á, sư nhảy lên nhảy xuống làm sao đó, cái máy của sư đó. Sư nói hiểu cái gì quýt quăng hả?
quýt quăng là quăng đi đó sư á, đâu đừng quăng đâu dễ, mà sư mà có máy mới là nó vô nó chôm luôn, là khỏi có máy mà xài luôn. Sư kêu con có nấu nghe đâu, con nghe là có ngay liền, sư lên liền. Thôi bây giờ để con phân tích câu, sư nói câu phân tích câu số 5 của câu số 6 của Kinh Pháp Cú 293 đúng không? Để rồi sư kết thúc. Ha ha ha, 4 giờ hơn rồi đấy sư. Thôi để con đọc đi, nói chuyện ngoài quyển sư gầy nữa. Đúng rồi ha. À, 5-6 là đâu rồi đây nè. Sa ta nằng sầm bá cha na nằng ắc thằng gắt chằng tí à sá hòa. Sa ta nằng sầm bá cha na nằng ắc thằng gắt chằng tí à sá hòa. Sá là đoạn âm. Ê quên, câu này câu số 5 nha. Câu số 5. Sá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm một rồi. Không phải không? Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sâm là trường âm nhắn, tá là đoạn âm, cha na là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, không phải trường âm một rồi. Trường âm một rồi là do tôi nói thôi. Kế thôi. À, trong câu số 5 này nó có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường có ba là ta, cha, na. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm là hai chữ năng, 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 năng. Và trường âm nhắn chỉ có một là xăng. Hai đoạn âm là xá bá. Câu số 4. Ắc thăng gắt chăng tí à xá hòa. Ắc là trường âm nhắn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gắt chăng là hai trường âm nhắn, tí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường. Câu số cuối cùng này, câu số 6 này thì cũng có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường có hai là a và qua. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm là thăng có một à. Trường âm nhắn có ba, ác, gắt, chăng. Đoạn âm có hai là tí và xá. Trong câu hai câu cuối cùng này, câu 5 và câu 6, nó đặc biệt nhất là nó đi liền nhau, nó có ba, nó có đầy đủ ba loại trường âm. Và con thấy nguyên cái câu kệ 293 này Đức Phật tuyệt vời. Câu nào cũng có 8 âm từ hết. Dạ, vậy con hết rồi đó sư. Con xin trả máy lại cho sư nha. Chúc sư, máy của sư lúc nào cũng tốt hết, nhưng đường truyền của sư dỏm, very dỏm, rất dỏm. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? À, Sư Kim Dung, Sư Meta tặng 3 cành hoa. Như vậy chứng tỏ Sư Kim vậy đúng ha. Bởi vì nghe Sư Kim cũng cài giật vậy ha. Cài giật là cũng tốt rồi nghe. Còn mà nói chuyện ngồi quyền tức là thành ra cài chớn chứ không phải là cài giật nữa. Rồi, vậy là thấy cũng ổn định ha. Rồi bây giờ chúng ta coi như ôn lại từ trên xuống dưới. À, thời gian cũng đã 6:03 rồi. À, vừa đọc dòng kinh, vừa đọc dòng kệ ha. Rồi chúng ta sẽ nghe duyên sự cầu Phật ngôn 292, 293. À, tranh thủ ha, chúng ta xin đọc cho. Về sanh cha su sắc ma rắc tha ni chẳng ta ya ga ta sa ti an ni chẳng te na se wan ti ki che sa ta cha ka ri no sa ta lang sam ba cha na lang a thang ga chan ti a sa wa ye san cha su sa ma ra tha ni chẳng ta ya ga ta sa ti an ki chẳng te na se wan ti ki che sa ta cha ka ri no sa ta năng bá cha la năng áp thần gan chân ti a sa hòa ye san cha su sa ma rắc tha ni chân ca ya ga ta sa ti a ti chân te na se wan ti ki ye sa ta cha ca ri no sa ta năng sam bá cha la năng áp thần gan chân ti a sa hòa. À, đó là đọc theo dòng kinh ha. Bây giờ qua dòng kệ ha. Vì nào muốn đọc theo dòng kinh thì đọc, muốn đọc dòng kệ thì kệ.
nghệ sanh cha su sa ma răng tha linh chăng ca ya ga ta sa ti a ki chăn tê na si văn ti kinh chê sa tăng cha ca ri nô sa ta năng sống ba cha na năng an thăng gan chăn ti a sa hoa Ye san cha su sa ma ran tha nin chăng ca ya ga ta sa ti a ki chăn tê na se văn ti kinh chê sa tát cha ca ri nô sa ta năng sâm ba cha na năng an thăng ga chăn ti a sa hoa Người siêng năng cần mẫn thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắn làm việc đáng làm. Người tự niệm giác tỉnh, lậu hoặc được tiêu trừ. Rồi bây giờ xin mời bàn tay vui ha. Con xin kính chúc sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Kỳ này đường truyền tốt quá sư ha. Thành ra sư làm mì ăn liền luôn, đọc kinh đọc kệ luôn, hai thứ hả sư ha. Sư ơi, sư nói con nói chuyện ngoài viện không được gì á, cà chớn đỡ hơn cà chua cà cháo với sư. Mà còn tốt hơn là cà nhỏng á. Nha, bây giờ con xin đọc câu kinh Pháp Cú 293, con đọc kinh và kệ luôn, rồi xong để nghe sư kể tích sự. Trời, sống ai nghe gọi có mình Chánh Ngộ cười đó hả? Cũng có gì có nghe tôi rõ không vậy ho? Sư có nghe con rõ không sư? Chánh Ngộ nghe rõ, Thiện Vũ nghe rõ, hai người nghe. Rồi. Kim Nhung, Lạc là cô Tâm Pháp không? Rồi sư nghe rõ ha. Trời ơi, con lại hết nghe rồi. Ôi, chắc này cái đường truyền ở bên Việt Nam không? Ô, Việt Nam là number one, nó không sao đâu. Từ từ nghe lại nghe. Thôi, giờ nghe đọc đi. Hết giờ rồi. Dạ, con xin đọc câu Kinh Pháp Cú 293. Câu này dài lắm, phải lấy hơi. Thở một chút cái này. Dê sanh chá su sa ma. Dê sanh chá su sa ma. Rắc thà nít chăng khà. Giá cá tà sá tí ác kích. Chẳng tề ná xề quăng tí kích chê xà tắc chá khà rí nô xá tà nằng xầm bá chà nà nằng ác thằng gác chẳng tí à xá hòa dê xanh chá xú xá mà rắc khăn nít chẳng khà giá gác tà xá tí ác kích chẳng tề ná xề quăng tí kích chê xà tắc chá khà rí nô xá tà nằng xầm bá chà nà nằng ác thằng gác chẳng tí à xá hòa Dê sanh chá su sa ma rắc kha nít chăng kha giá gá tà sá tí á kích chăng tề ná xề quăng tí kích chê xà tắc chá kha rí nô sá tà năng xâm bá chà nà năng ác thằng gác chăng tí à sá hòa. Ai đọc kể. Dê sanh chá su sa ma rắc kha nít chăng kha giá gá tà sá tí A kịch chăng tê na se quăng tê kịch chê sa tắc cha kha ri nô sa ta năng xăm pa ya na sang a thăng gác chăng ti a sa hoa dê sang cha su sa ma rắc tha nịt chăng kha ya ga ta sa ti a kịch chăng tê na se quăng tê kịch chê sa ta kệ kịch chê sa tắc cha kha ri nô sa ta năng xăm pa cha na năng ác thăng gác chăng ti a sa hoa. Ai đọc kệ hai lần thôi sư, con đọc kệ có bộ không xong, hai thằng đủ rồi. Người siêng năng cần mẫn thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắn làm việc đáng làm. Người tư niệm giác tỉnh, lậu hoặc được tiêu trừ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chánh Ngộ cà cha che nô là gì ta? Tiếng gì kỳ quá. Cà che ne cô. Tôi hiểu chữ này chắc liền á.
Thôi con có sai sư sửa, con xin trả máy lại và mời người khác lại à. À cà chua hả? Cà chua ngày nào tôi cũng ăn, nó nấu canh chua cũng được, xào cũng được, mà ăn sống cũng được, làm salad cũng được. Cà chua cà chớn nhiều lắm, cà chua đỡ, cà chua tốt lắm, ăn ngon, ăn sống cũng được, nấu chín cũng được. Bye nha. Sa thú chị Kim. Dạ. Con Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính định lễ thầy, kính định lễ quý cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ con thấy con mất thời gian nên con giơ tay lên con đạp và con kệ. Dạ. Ye san cha su samaratha ni chang ka ya gata sa sati akichang te na se wan tikiche sa tat chakari no sa ta nang sampaya na nang athang gat chan ti a sa wa. Người siêng năng cần mẫn thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắn làm việc đáng làm. Người tự niệm giác tỉnh, lậu hoạt được tiêu trừ. Và đó là mẫn dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con không thấy của Ngài dưới đất thì thôi bây giờ con xin kệ. Dạ. Ye sang ta su samarathang ni chan kaya gata sati aki chan te na sewanti ki che satan chakarino satanan cham baca nanang a thân ga chẳng ti a sa quang ye san cha su samarantha ni chân ca ya ga ta sa ti a ki chân te na we na se quan ti kin che sa tan ca 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 di nôm sa ta năng sam ba ra na năng a thăng ga chân ti a sa quang. Người siêng năng cần mẫn thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắng làm việc đáng làm. Người tự niệm giác tỉnh, lậu hoặc được trừ dại. Đó là bài của Hòa Thượng Thích Thinh Minh Châu. Và dạ, kính mời đạo hữu kế tiếp ạ. Dạ, con kính nhường mic lại. Dạ, sa thú chị Lạc Lê. Dạ, để con không làm mất thời gian của đạo tràng, tự nhiên xin kệ câu pháp cú số 293. Dạ, cảm ơn như quan. Ye sang cha su samaratha nich chang kaya gata sati akich chang te na te wan ti kich che sata cari no ta năng sam bát cha na năng an thăng gặp chăm ti a sa wa ye sang cha su sa ma ra tha nịch chăng ca giá ga ta sa ti. Rồi chạy ra mất tiêu rồi Như Quang. Alo alo Như Quang bóp trình bài lên chạy ra mất tiêu. Dạ rồi cảm ơn. Ye sang cha su ma ra tha
Nịnh chăng ca giá gạt ta xa thị A kích chăng tê na xê hoàm thị Kích chê sa tát cha ca rì nô Sa tán ba cha na năng A tăng gạt chăn thị a xa hoa Người siêng năng cần mẫn thường thường niệm không làm việc không đáng gắn làm việc đáng làm. Phổ thơ này ai kể chưa hết. Người tư niệm giác, người tư niệm giác tỉnh được tiêu trừ. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh. Những người cần mẫn siêng năng niệm thân quán tưởng thường hằng chẳng lơi, chỉ làm việc thích đáng thôi, ngã mạn lậu hoặc khó mòi nảy sanh. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Và bây giờ thấy tín hiệu của chị Kim Nhung, và kính mời chị. Dạ con Kim Nhung, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính chào, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào các anh chị trong room ạ. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu. Con xin đọc câu pháp cú số 293. Đề sanh cha su sa ma rat tha nik chang ka ya ga ta sa ti a kik chang te na se wan ti kik chê sa tách cha ca ri nô dê sanh cha su sa ma rat tha nít chăng ca ya ga ta sa ti a kích chăng tê na se wan ti kích chê sa tách cha ca ri nô sa ta năng sam pa cha na năng a thang gách chan ti a sa wa. Người siêng năng cần mẫn, thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắng làm việc đáng làm. Người tư niệm giác tỉnh, lậu hoặc được tiêu trừ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những người cần mẫn siêng năng, niệm thân quán tưởng thường hằng chẳng lơi, chỉ làm việc thích đáng thôi, ngã mạn lậu hoặc khó mòi nảy sanh, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ vì thời gian không có nên con xin xuống mic, kính nhường cho vị kế tiếp, con không kể. Dạ sa thú kính kính mời, cảm ơn Kim Nhung. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Và cảm ơn nhiều quan cô tu nữ tự nhiên xin hỏi cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ vị nào chưa kể cầm mic kể giùm Nhật Quỳnh nha. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? Sa thủ của tu nữ Tuệ Duyên ha. Hôm nay giọng kể rất hay, mình chân ngộ ha, thấy người ta đọc giọng kinh, đọc giọng kể hay quá ha. Rồi ngài cũng dám đưa tay nữa nhé. Rồi, sa thủ. Hôm nay đường truyền không được tốt, cho nên chúng ta mất thời gian rất là nhiều. Mong đạo tràng thông cảm ha. Bởi vì nhiều người sử dụng internet cho nên bị nhiễu sóng, đó là một điều hiển nhiên, quý vị thông cảm. Bây giờ chúng ta ôn lại một lần, rồi chúng ta nghe chương sự câu Phật ngôn 292 và 293. Về sanh chết xứ sắc ma rất Hà ni chăng ca giá ca ta sa ti an ki chăng te na se quan ti ki
chê sa tát chắc ca rí nô sa ta năng sam bát cha na năng át thần gát chan tí a sa hòa. Đọc lại lần nữa. Ye san cha su sa ma rát tha nít chan ca yá gát ta sa tí a khít chan tê na sê văn tí khít chê sa tát chắc ca rí nô sa ta năng sam bát cha na năng át thần gát chan tí a sa hòa. Ở đây một câu có tám từ, thì quý vị nếu mà kể thì đọc một lần hai câu, đừng có đọc rời rạc từng câu một. Nếu chúng ta đọc rời rạc từng câu một thì nghe nó ý nghĩa nó không xuông, và cái âm điệu nó không lên không xuống. Mà kể thì chúng ta phải đọc hai câu, đọc một lần hai câu. Ví dụ yes. Ye san cha su sa ma ran tha nin chan ca ya ga ta sa ti. Nào quý vị nhớ một câu lên một câu xuống ha. Đọc một lần hai câu. Đừng bao giờ quý vị kể mà đọc từng câu một. Đọc từng câu một thì quý vị nghe nó kỳ kỳ ha. Thì thời gian không cho phép. Bây giờ chúng ta nghe duyên sự câu Phật ngôn 292 và 293. Hai câu Phật ngôn này cùng một duyên sự. Và khi mà Đức Phật ngài ngự ở tại Cha Tỳ Giá Quá Lá, tức là ở trong cái rừng tên là Cha Tỳ Giá, và ở tại trong cái thành Pháp Giá, Đức Phật đề cập đến những vị tỳ khưu ở xứ Pháp Đi Giá này. Nhóm tỳ khưu ở xứ Pháp Tỳ Giá chỉ lo trang điểm đôi dép, như ngài trưởng lão Upali đã nói như thế này. Tức là vì trưởng lão Upali là một cái vị chuyên gia về luật, thì khi thấy các vị tỳ khưu xứ Pháp Tỳ Giá, mà những vị tỳ khưu này là dòng dõi vương tôn công tử của hoàng tộc Tu, cái nhóm tỳ khưu này chỉ lo làm các loại dép bằng cỏ ống, bằng lông thỏ, bằng cây, bằng vải căm và lá, tự làm hoặc là bảo người khác làm, vì những công việc đó đã lãng quên cái bổn phận, tức là phải thọ trì về pháp luật, sự vấn hỏi, sự vấn đáp, rồi để cho được tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, tu tập về chỉ quán. Các vị tỳ khưu đã thấy cái sự việc là lo bận rộn với cái vấn đề trang điểm bên ngoài bằng những đôi dép như vậy, cho nên đem cái vấn đề này trình lên bậc đạo sư. Đức Phật đã khiển trách cái nhóm tỳ khưu đó như thế này: này các tỳ khưu, các ngươi xuất gia với bổn phận như thế nào mà làm những việc không nên làm? Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 292, đấy là không làm những cái gì phải làm, những gì không nên làm thì lại làm. Các đạo Phật của những người ngã mạn và không có cái tâm niệm ấy sẽ tăng trưởng. Và câu Phật ngôn 293 này đã nói lên ý nghĩa là những ai thường chuyên cần thực hành về pháp niệm thân, không theo những cái gì không nên làm và chuyên cần làm những cái gì phải làm, thì là hoặc của những người tư và có tâm niệm như thế đó sẽ được chấm dứt. Khi mà hai câu Phật ngôn, nhất là câu Phật ngôn 293 này kết thúc, Ye san cha su sa ma rát tha ni chan ca ya ga ta su ti a khít chan te na te van ti khít che sa tát chắc ca ri nô sa ta năng sam pa cha na năng át thần ga chan ti a sa hòa. Người siêng năng cần mẫn thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắng làm việc đáng làm. Người
tự niệm giác tỉnh lậu hoặc được tiêu trừ. Khi câu Phật ngôn 293 này chấm dứt thì nhóm tỳ khưu phát trì giá đó chứng đạt quả vị A La Hán, và pháp đoạn này đã đem lại kết quả lợi ích cho hội chúng. Trong duyên sự có Phật ngôn 292-293, chúng ta thấy rằng tỳ khưu quý tộc thích làm sang, ngày tối chăm lo việc điển trang, dép tốt, dèm theo, y bát đẹp, tay chân ống chuốt tờ ông hoàng, chư tăng tri túc thấy thăng thiền, Phật vỡ thầy tu thiếu giới thiền, giải thoát không lo, lo trái buộc, quên mình, quên mục đích đầu tiên. Như vậy thì câu Phật ngôn 292-293 chúng tôi cũng đã trình bày xong. Và như vậy thì ý nghĩa của câu Phật ngôn 292-293 cho chúng ta biết, khi chúng ta bước chân vào con đường tu tập, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ý thức được cuộc đời là vô thường, là khổ đau và vô ngã. Và khi đã ý thức được như vậy thì đã bước chân vào đường đạo, thì chúng ta phải chuyên tâm tu tập, phải lấy cái thân của chính mình, tức là niệm về cái thân này, lấy cái thân làm đề mục để chúng ta quán niệm. Sự sanh khởi khi chúng ta thọ vui, thọ khổ, thọ vô ký, rồi cái tâm của chúng ta cảm nhận như thế nào về những cái thọ đó do cái thân này, rồi pháp nó sanh trưởng như thế nào, nó đến nó đi như thế nào, thì cái mục đích của chúng ta khi bước chân vào sự tu tập thì phải lấy thân, lấy thọ, lấy tâm, lấy pháp để chúng ta luôn luôn quán tưởng, chúng ta luôn luôn theo dõi, thì thấy sự tu tập của chúng ta có tiến bộ hay là chúng ta giải đãi phóng dật. Ở đây những vị tỳ khưu quý tộc kia đã sống một cái đời sống vương giả, cho nên khi mà đụng phải thực tế đi chân đất đáo chân thì bây giờ phải làm những đôi dép mịn màng bằng lông thú, bằng vải quý để đi được êm ái, rồi trau chuốt, rồi trang điểm cái thân xác này. Chính vì vậy mà bổn phận trách nhiệm của mình ngày càng bị những cái thứ kia nó ràng buộc, nó trói, nó cột mình, để rồi sự tu tập không được tiến triển. Và nhờ hai câu Phật ngôn này mà các vị tỳ khưu đó đã thức tỉnh, đã nhìn lại cái thân của mình, nhất là thân hành niệm, niệm về thân, để rồi thấy những cảm thọ nó phát sinh, rồi nhìn vào cái cảm thọ đó, cái tâm của mình có vững chắc hay không, có trì chỉ hay không, hay là bạn sự khởi đầu nan, rồi gian nan, cảm thấy nản, thì như vậy không thấy được những cái pháp cao siêu. Với câu Phật ngôn này cho chúng ta một bài học, trong phạm trù nào chúng ta cũng nên thích nghi với phạm trù đó, làm hết trách nhiệm, làm xong bổn phận của mình, thì chắc chắn rằng mình sẽ không bị hội chúng chê trách. Như vậy thì câu Phật ngôn 292-293 cho chúng ta một bài học: hãy thích nghi với hoàn cảnh. Trong môi trường nào, trong cái phạm vi nào thì chúng ta cũng nên hòa nhập. Có nghĩa là thời buổi bây giờ, khi dịch nó đang hoàn thành thì đi đâu chúng ta cũng nên đeo cái khẩu trang. Cái khẩu trang là một cái việc làm
mà thường thường bình thường thì ta cứ nghĩ rằng ồ, chỉ có những người Hồi giáo mới đeo khẩu trang, hoặc là những người có những cái hành động bất chánh người ta che mặt lại thì họ có những hành động mờ ám. Nhưng mà đối với xã hội bây giờ, với cái bệnh dịch nó hoành hành, thì vấn đề khẩu trang là một cái vấn đề bắt buộc. Khi ra ngoài chúng ta luôn luôn phải có khẩu trang. Còn nghĩ rằng tôi không bệnh mà đeo cái khẩu trang thì người ta không nhìn thấy cái mặt đẹp của tôi, son phấn đã làm đẹp như thế này mà lấy khẩu trang mà che lại, thì như vậy thì làm đẹp làm gì? Cái mặt mình đẹp mà phải đem khoe với thiên hạ. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta không sử dụng khẩu trang muốn khoe với thiên hạ thì thần chết thấy cái mặt của mình đẹp quá rồi tới giống mình đi luôn. Cho nên cái gì cũng phải thích nghi, trong cái hoàn cảnh nào, trong cái bối cảnh nào chúng ta thích nghi thì chúng ta tồn tại. Còn chúng ta đi ngược lại với trào lưu, đi ngược lại với bánh xe lịch sử thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị mắc dịch, được sao cũng chết. Nhưng mà cái chết như vậy không có ai thương. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phục hóa rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha wa che na so tu bố hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này khiến dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời Thông Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo, chị Thông Nhật.
Thế Tôn hiểu là thế gian giải. Cùng biết với.